Câu chuyện Attack on Titan đã kết thúc. Giờ chính là thời gian cày lại từ đầu và tận hưởng nó một cách rõ ràng, đau đớn và tốn nhiều khăn giấy hơn xưa. Có nhiều bạn đã khóc hay suy sụp tinh thần khi cày hết bộ phim này. Tuy nhiên, cái phần kết phim vẫn ẩn giấu nhiều bí mật và thứ gây cãi lộn nhiều nhất trên mọi mặt trận là chính là chuyện tình cảm của Mikasa. Hiện tại có 3 phe bên nhau, đó chính là Mikasa chung chinh với Eren đến tận cuối đời. Thứ hai là Mikasa cưới Jin có một gia đình hạnh phúc. Và phe thứ ba chính là kháy đẻo cho hai phe kia chửi nhau cho vui. Cuộc sống mà, những người bàng hoàng đông lắm. Ngay cả ông tác giả hay hãng phim cũng đã úp mở cho dân họ cự nhau mà. Không may sao bay lại thuộc tiếp gió chiều nào theo chiều nấy. Chỗ nào đông thì bay theo. Chính là phe thứ ba các bạn ạ. Nào chúng ta hãy cùng đến với những lý luận của hai phe bem nhau chan chát. Bay hứa mỗi khi đến phe nào là bay xuôi theo phe đó nhiệt tình. Còn ý kiến cá nhân của bạn như thế nào? Hãy comment ở dưới nha. 1. Mikasa cả đời chung tình với Eren. Chuyện tình Mikasa và Eren là không có gì thay đổi. Ngay từ bé Mikasa đã rung động trước tình cảm của Eren rồi. Một cậu bé hoàn cái khăn duy nhất của mình cho cô bé trong mùa đông lạnh giá. Đôi mắt của Mikasa rưng lên vì xúc động. Khi lớn lên, Mikasa rất mến Eren, lúc nào cũng muốn dõi theo cậu một bước không rời. Dù chưa có dám nói ra tình cảm của mình với Eren, nhưng cô thủ sẵn máu ghê khi có bất kỳ đối tượng nào nghi ngờ có tình cảm với Eren hay ngược lại. Trong cuộc họp khi Erwin nói thẳng ra, người bị nghi là Titan hình nữ chính là Annie, Eren đã phủ định điều đó và luôn muốn chứng tỏ Annie không phải. Mikasa đã nhìn thấy cái thái độ lúc đó. Lúc Eren liên tục cắn tay để hóa Titan nhưng không thể được, Mikasa đã ghen tuông ngay đến việc cậu không muốn tổn thương đến Annie. Hay lúc đi thăm Historia ở trại trẻ mồ côi, Eren vừa phụ vác đồ, vừa đi vừa trò chuyện một cách vui vẻ với cô ta. Mikasa đã xuất hiện trước mặt họ với một ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn. Cô giành lấy cái đống đồ để đuổi Eren đi khỏi nơi có Historia. Bất kể lúc nào Eren gặp nguy hiểm hay bị bắt cóc, Mikasa chính là người sốt sắng nhất, thậm chí chấp nhận đổi phe để bảo vệ cho cậu ta. Ngay cả khi bị Eren cố ý sỉ nhục ở Shigashina, cô cũng vô thức vật ngã Armin, dù cho cậu ấy bảo vệ cô. Khi thấy Eren càng quét thế giới, cô cũng không muốn đám người kia giết hại cậu ấy. Tình cảm đó cứ vậy mà thầm lặng suốt 10 năm trời. Khi kết thúc phim, Eren biết Mikasa sẽ không ra tay để giết mình. Anh ta đã đưa Mikasa vào tòa đồ và đưa cô đến một thực tại khác đã từng diễn ra. Đó là gần một năm về trước, khi Eren hỏi Mikasa rằng cô ấy coi anh ta là gì. Mikasa đã trả lời rằng đó là người yêu. Nhanh như điện, Eren, người đã có tình cảm với Mikasa từ lâu, nắm luôn cái tay ngược hướng của cô ấy rồi lôi đi chạy trốn không kịp nhìn lại. Họ đã đến một nơi hoang vu xây đắp tình cảm suốt hàng năm trời. Làm gì nhau không thì có thánh mới biết, nhưng chắc chắn là tình cảm được xây dựng nên từ ký ức đó rất là sâu đậm. Khi thoát ra khỏi con đường, cô vẫn còn nhớ rõ về những tình cảm đó. Bỏ qua lời Eren dặn, cô lấy cái khăn cất trong người ra đeo lên cổ hít lấy hít để, rồi lao vào mồm con Titan để chặt đầu Eren như ý nguyện của chính cậu ta. Cả hai đều nở một nụ cười nhẹ khi điều ấy xảy ra. Mikasa đã ôm lấy cái đầu của Eren, trao cho cậu ta nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng ở cái thế giới này. Ở trên con đường, khi Eren trò chuyện với Armin, anh ta cũng bộc bạch nỗi lòng thật sự của mình là không muốn Mikasa nhớ về người khác. Anh ta muốn Mikasa phải nhớ về mình cả đời. Dù cho là anh có chết đi, thì Mikasa cũng phải nhớ đến anh hàng chục năm hơn. Chiến tranh kết thúc, Mikasa đã ôm cái đầu Eren như là bảo vật của mình. Cô lặng lẽ đem chôn Eren ở gốc cây năm nào. Trên bia mộ được khắc rằng: nơi này yên nghỉ vĩnh hằng, người yêu dấu nhất của em, năm 854. Mikasa đã sống gần đó suốt một thời gian dài để tiện chăm sóc cho một phần của Eren. Lúc nào rảnh, cô đều ra đó và tâm sự với cậu ấy. 3 năm trôi qua, dân cư trong quận Shigashina trở nên đông đảo. Họ đã xây dựng thành phố tràn ra cả ngoại thành đến tận gần một phần của Eren nơi xác bị rừng. Mikasa vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn rồi tâm sự với Eren. Cô mang cho Eren 3 bông hoa cúc hồng cùng cẩm chướng, biểu trưng cho việc thương nhớ người đã khuất, tình yêu và sự chung thủy. Cô nhớ về thuở thơ ấu, lúc Eren ngủ quên dưới gốc cây này rồi khóc trong sự tủi thân của mình. Cô yêu Eren nhiều lắm, cô muốn gặp lại Eren một lần nữa. Như một phép màu, một chú chim đã bay tới hoàng khăn cho cô như Eren ở ngày xưa đó. Mikasa tin rằng đó chính là hiện thân của người yêu mình. Eren vẫn luôn ở đây dõi theo cô. Cô hạnh phúc vì điều đó, rồi cảm ơn anh ta đã hoàng khăn cho mình. Những khung cảnh After Credit dần trôi. Có 3 người đã đến thăm mộ của Eren. Đó chính là Mikasa được một người đưa đến viếng mộ,
Đó có thể là Armin, cũng có thể là Jin, một người bạn đã trở về Shigashina rồi cùng cô đến thăm mộ của Eren. Họ vẫn còn khó khăn để quay trở lại vì bản thân đã mang danh phản quốc. Mỗi lần về phải có Historia bảo kê kia mà. Mikasa vẫn còn độc thân và nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ở trại trẻ của Historia đã bầu bạn với mình. Cô cứ vậy mà sống cho đến tuổi già. Người con nuôi kia đã lập gia đình cùng rất nhiều cháu. Một lần nữa người bạn ấy trở về và họ lại cùng đi thăm mộ của Eren. Ngôi mộ của Eren vẫn được Mikasa chăm sóc đến cuối cuộc đời mình. Cô ấy còn được người nhà dìu tay đến đặt ở mộ Eren những bông hoa cẩm chướng. Hoa cẩm chướng ở Nhật Bản được xem là loài hoa biểu trưng cho tình yêu thủy chung một lòng một dạ trong sáng thuần khiết. Ở nước Anh nó được xem như là một lời tỏ tình, ở Trung Quốc lại là một cuộc hôn nhân trọn vẹn đông đầy. Có lẽ Mikasa đã dành trọn tình cảm này cho Eren đến cuối cuộc đời mình. Khi Mikasa già và chết đi, cổ cô vẫn quàng chiếc khăn Eren tặng năm nào. Tay cô vẫn còn băng lại dấu hiệu của gia tộc Ayumabito. Đây là dấu ấn gia tộc mà mẹ cô dặn không cho ai coi hết và hãy truyền nó lại cho con cái của mình. Tay của bà mẹ không hề băng lại. Có lẽ bà ấy đã tháo ra khi có Mikasa rồi chăng? Mikasa vẫn chưa có con ruột nối dõi nên chưa truyền lại cho ai cả. Vẫn cứ băng tay như vậy. 2. Mikasa kết hôn với Jin. Jin thực sự đã yêu thầm Mikasa ngay từ khi gặp mặt. Anh yêu con người ấy, nét mặt ấy cùng mái tóc dài thướt tha. Chỉ là Mikasa chẳng quan tâm gì đến anh cả, vì Mikasa mãi đi theo Eren. Cũng như Eren gợi ý cho Mikasa cắt tóc ngắn, Jin ghét Eren kể từ đó và tìm các lý do đã gây với cậu ta. Khi Mikasa bị Titan đần độn bắt, Jin cũng không tiếc cái tính mạng của mình để mà lao vào giải cứu cho cô, mặc cho xung quanh Titan bao vây toàn bộ. Jin biết tình cảm của Mikasa dành cho Eren, nhưng chưa lúc nào anh ta ngừng quan tâm cô ấy. Khi chiến tranh kết thúc tại Shigashina, Jin ngồi trong nhà mơ về một cuộc sống mà mình mong muốn trong tương lai. Ở đó anh thảnh thơi ngồi ngoài ban công nhấm nháp ly rượu. Bên trong nhà là vợ con đang chơi đùa. Người vợ này bị che mặt nhưng lại trông rất giống Mikasa. Trên thế giới con đường lúc Eren nói chuyện với Armin, dù anh ta muốn Mikasa không quên được mình, nhưng hành động thực sự lại là muốn Mikasa quên mình đi. Anh muốn cô đi tìm hạnh phúc mới sau khi mình chết, chứ không ở vậy độc thân cả đời. Chính vì vậy Eren đã lạnh nhạt trở mặt với những người bạn của mình, thậm chí trực tiếp sỉ nhục Mikasa để cô ấy phải bỏ cái khăn hoàng đi. Mikasa đã từ bỏ cái khăn đi thật, nhưng sau trận chiến cô nghĩ mình đã hiểu lầm nên tìm lại cái khăn. Khi Eren ở với Mikasa trên con đường, dù rằng họ đã trốn với nhau một năm và tiếp tục sống nốt 4 năm còn lại cho cuộc đời Titan của Eren ở đó, nhưng Eren biết kết cục như vậy không hề tốt. Khi anh nói ra hậu quả chiến tranh lúc họ trốn đi, Mikasa đã ôm chầm để Eren xin lỗi. Eren muốn Mikasa hứa với mình rằng hãy bỏ cái khăn hoàng đi, vì sau khi Eren chết thì Mikasa vẫn sống được rất lâu sau đó. Cô hãy quên cậu ta đi rồi đi tìm tự do cho bản thân mình. Eren không muốn Mikasa phải phí hoài cuộc đời sau này trong cô độc. Những suy nghĩ ích kỷ của bản thân khi nói chuyện với Armin, anh không hề nói ra ngoài. Cuộc trò chuyện với Mikasa diễn ra sau cuộc trò chuyện với Armin một thời gian rồi. 3 năm sau khi Eren chết, nhóm giải cứu thế giới đã trở thành một nhóm đại sứ đàm phán hòa bình với Liên Hiệp Quốc. Họ trở về hòn đảo để đàm phán hòa bình với chính quyền Tân Eldia. Khi trở về, Jin trả chuốt chăm sóc vẻ ngoài rất nhiều. Pete đã hỏi rằng anh ta muốn gây ấn tượng với ai à? Anh ta nói rằng đó là những cô nàng học sinh đọc sách lịch sử. Nhưng đi đàm phán thì dễ gì gặp được học sinh. Người anh ta chắc chắn sẽ gặp chính là Mikasa. Khi về đảo, nhóm bạn sẽ cùng với Mikasa đi thăm mộ của Eren kia mà. Sau khi Armin gặp Eren trên con đường, tất nhiên cậu ta sẽ nói chuyện với Eren cho Mikasa nghe. Armin cũng không phải là kẻ không biết điều. Anh ta tất nhiên sẽ nói rằng Eren rất yêu Mikasa, nhưng không nói mong muốn của Eren là sau khi anh ta chết, Mikasa sẽ nhớ về anh cả đời. Armin sẽ nói câu cuối kiểu như là sau khi chết, Eren muốn Mikasa sẽ nhớ cậu ta một thời gian hoặc chục năm gì đó, hòng mở một cái cửa tự do cho Mikasa sau này. Nhiều năm trôi qua, non chục năm ròng, Mikasa cùng một người đàn ông cao lớn và một đứa nhỏ đến thăm mộ của Eren. Vóc dáng với màu tóc thì rất giống Jin. Ngay trong 8 trang cuối cùng manga, cái khu xương mặt vẫn là giống Jin. Có lẽ Mikasa đã để tan Eren rất lâu rồi. Đã đến lúc cô đi đến bước sau của cuộc đời mình. Đó là Jin, người đã đuổi theo cô non 20 năm ròng rã. Có lẽ anh cũng đã đến an ủi cô vào những lúc cô đơn nhất. Trong phân cảnh Mikasa mất đi, mộ của cô có rất nhiều bông hoa cẩm chướng. Loại hoa này ngoài biểu trưng cho tình yêu thì cũng biểu trưng cho tình yêu cao cả của con cái với cha mẹ mình. Trong anime, Mikasa đã không còn băng tay nữa.
Ý nghĩa của việc băng tay là che lại dấu gia tộc vì sợ bị người trên đảo truy sát. Khi xưa còn vua Caffrid thì người nước ngoài bán rất là được giá. Vậy nên năm xưa mẹ của Mikasa mới là đối tượng chính bị bọn cướp đến bắt cóc, Mikasa cũng không ngoại lệ. Việc che giấu thân phận lúc đó rất là quan trọng. Giờ đây thế giới hòa bình, việc băng tay không còn quan trọng nữa. Mà giai đoạn 3 năm sau lúc ở dưới gốc cây, hình như Mikasa cũng đâu có đeo băng tay. Ở ngón tay trỏ của Mikasa có đeo một cái nhẫn bạc giấu dưới những cành hoa. Đây là vị trí của nhẫn cưới, thể hiện người đã có gia đình. Không phải Mikasa đeo nó vì Eren, vì 3 năm sau khi Eren chết, Mikasa vẫn không đeo cái nhẫn nào. Trong manga thì không có bó hoa nào che tay cả. Rõ ràng là có ý đồ. Trong manga cô đeo cái khăn hoàng của Eren tặng. Tuy nhiên trong anime lại che phần lớn, nên không nhận ra nó chính là cái khăn chùm hay là cái khăn choàng. Anime phát hành sau manga và tác giả Isayama trực tiếp can dự, nên việc studio tự ý thêm cái nhẫn hay tháo băng tay ra là việc khó xảy ra. Bay vẫn nghĩ là họ cố ý tung ra các hình khác nhau cho fan tự phân tích đấm nhau vỡ đầu. Khi về già có lẽ Mikasa đã có hai người con, một trai một gái cùng bốn đứa cháu. Jin đã dìu cô đến đưa hoa viếng mộ của Eren. 3. Mikasa kết hôn với Jin nhưng không có con. Đây là một giả thuyết nữa của fan. Trong trường hợp này, Jin hoàn toàn biết rõ về tình cảm của Mikasa đối với Eren. Rốt cuộc họ đã đến với nhau vì Jin muốn che chở cho cô ấy cả đời. Dù vậy, họ không có hành động vợ chồng với nhau. Chính vì vậy, những đứa nhỏ đi theo là con nuôi và cháu nuôi của họ. Rồi cứ vậy đến suốt cả cuộc đời cả hai kết thúc. Nếu là như vậy, sẽ là cái kết bất hạnh nhất. Chẳng ai đạt được điều mà mình mong muốn. Cũng chẳng ai có con cái nối dõi, cứ dở dở ưng ương. Video kết thúc tại đây. Bay cảm ơn bạn đã xem hết tập. Và rằng đừng quên nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Nếu muốn xem tiếp, các bạn có thể vào trong kênh Bay và tìm những nội dung tương tự về anime mà bạn thích. Nếu yêu thích sưu tập trang bị anime thì hãy tìm kênh Bay Store nghe. Còn bây giờ thì bye bye fly.